Thưa quý vị, các cuộc không kích ngày càng dữ dội vào Liban cho thấy quyết tâm của Israel trong việc ngăn chặn Hezbollah tấn công xuyên biên giới, nhưng Tel Aviv khó đạt được mục tiêu này. Theo tờ New York Times, các cuộc không kích gây thương vong lớn ở Liban, kèm theo cảnh báo sơ tán từ phía Israel vào ngày 23 tháng 9, đã chứng minh Israel muốn phá vỡ quyết tâm của Hezbollah cũng như buộc nhóm vũ trang đang kiểm soát hàng chục ngôi làng ở miền nam Liban phải ngừng tấn công xuyên biên giới vào Israel. Thực tế cho thấy, mục đích của israel khó có thể đạt được trong khi giao tranh giữa israel và hezbollah được cho đang tiến gần đến một cuộc chiến toàn diện giới chức israel đã hy vọng rằng cách mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào những thiết bị liên lạc của hezbollah và tiêu diệt một số chỉ huy chủ chốt của nhóm vũ trang sẽ khiến hezbollah hoảng loạn và rút lui khỏi biên giới israel liban Phía Israel cũng tin rằng nếu họ tăng cường tấn công Hezbollah, các nhà ngoại giao nước ngoài như đặc phái viên cấp cao của Mỹ Amos Hostein sẽ dễ dàng hơn trong việc khiến nhóm vũ trang rút lui. Nhưng hiện tại, điều ngược lại đã xảy ra. Bất chấp nhiều ngày bị Israel tấn công dữ dội, Hezbollah vẫn tuyên bố không khuất phục trước áp lực các lãnh đạo Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Israel cho đến khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Điển hình vào sáng ngày 22 tháng 9, Hezbollah đã bắn hàng chục tên lửa vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Israel, hơn 48 km. Đây là cuộc tấn công sâu của Hezbollah. Kể từ khi nhóm vũ trang bắt đầu giao tranh với Israel vào tháng 10 năm 2023, một trong những quan chức cấp cao của Hezbollah còn cảnh báo đây mới chỉ là khởi đầu. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thách thức Israel triển khai chiến dịch quân sự trên bộ ở Liban. Tuy nhiên, chuẩn đô đốc Daniel Hakari, phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết trọng tâm hiện tại là chiến dịch trên không, chứ không phải là hoạt động trên bộ. Nhưng nếu Israel không có các hình thức gây áp lực quân sự khác, chiến dịch tấn công trên đường bộ sẽ là một trong số ít lựa chọn còn lại cho giới lãnh đạo Israel quân đội Israel đang bị gian trải lực lượng do vẫn chiến đấu ở giải Gaza, trong khi tiếp tục tăng cường các hoạt động ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi họ thường xuyên tiến hành đột kích vào các thành phố của Palestine. Giới phân tích quân sự đã tranh luận về tính khả thi khi quân đội Israel thực hiện cùng lúc ba cuộc chiến trên bộ, mà đặc biệt xét tới những thách thức khi đổ bộ vào Liban. Sau 11 tháng chiến đấu, quân đội Israel vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn nhóm vũ trang Hamas ở giải Gaza, trong khi Hezbollah đang kiểm soát một khu vực rộng lớn và nhiều đồi núi hơn so với nhóm Hamas ở Gaza. Các tay súng Hezbollah ở Liban còn được huấn luyện tốt hơn Hamas và có nhiều cộng sự tinh vi hơn. Ngoài ra, để đổ bộ vào Liban, quân đội Israel có thể sẽ phải huy động hàng nghìn quân dự bị, mà trong số này, nhiều người đã mệt mỏi vì từng tham chiến ở giải Gaza trong năm qua. Thưa quý vị, phòng trào Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương nhằm vào trụ sở của cơ quan tình báo Israel gần Tel Aviv. Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo qua đường 1 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tức 10 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, nhằm vào trụ sở Mossad. Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa được phát hiện bay từ Liban sau khi tiếng còi báo động vang lên ở trung tâm kinh tế Tel Aviv. Chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại, trong khi quân đội Israel khẳng định không có thay đổi nào đối với hướng dẫn phòng thủ dân sự. Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 25 tháng 9 thông báo, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn chuyến công tác tới New York, Mỹ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong ngày 25 tháng 9 để tiến hành các cuộc tham vấn thảo luận về tình hình xung đột hiện nay với Hezbollah. Căng thẳng dọc biên giới Liban, Israel đã leo thang kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi lực lượng Hezbollah ở Liban phóng rocket vào Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine ở giải Gaza. Israel đã đáp trả bằng pháo hạng nặng nhắm vào đông nam Liban. Từ đầu tuần này, Israel bắt đầu chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào Liban sau khi tuyên bố giai đoạn mới trong nỗ lực chống lại lực lượng Hezbollah để đưa hàng chục nghìn người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Trong một tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp bên lề Đại đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Iraq và Jordan đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, cảnh báo động thái này đang đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoại trưởng các nước kêu gọi giảm căng thẳng nguy hiểm trong khu vực bằng cách chấm dứt xung đột tại Gaza. Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng Hezbollah ở Liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như của Nga ở Ukraine để áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Theo các nhà phân tích quân sự, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như chiến thuật của Nga ở Ukraine, theo đó phóng hàng loạt máy bay không người lái UAV và tên lửa để áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Hezbollah cũng có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự quan trọng, cảng biển và lưới điện của Israel. Nhận định trên được đưa ra sau khi Liban chứng kiến ngày đẫm máu nhất trong hàng chục năm qua. Theo các quan chức y tế nước này, các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 đã khiến 558 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Có nhiều đồn đoán cho rằng Israel đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào miền Nam Liban. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Hezbollah đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ hơn và tinh vi hơn kể từ sau cuộc chiến gần đây nhất với Israel năm 2006 và họ có thể đáp trả mạnh mẽ. Nếu Hezbollah quyết định tấn công Israel, chiến thuật mà Nga sử dụng ở Ukraine có thể là bài học có giá trị đối với họ. Nebula được cho là đã tích trữ tên lửa vào máy bay không người lái trong nhiều năm qua, báo cáo của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế công bố vào tháng 3 năm nay cho biết, lực lượng này có thể sở hữu 120.000 đến 200.000 tên lửa cả dẫn đường và không dẫn đường, trong đó có cả tên lửa tầm bắn lên tới 500 km kho UAV của Hezbollah chủ yếu do Iran cung cấp và được sử dụng để do thám cũng như tấn công. Trong số này có cả UAV có tầm hoạt động lên tới 2.000 km. Các cuộc tấn công với loạt tên lửa và bầy đàn UAV có thể áp đảo hệ thống vòm sắt, hệ thống phòng không di động của Israel. Vòng sắt gồm có mỗi khẩu đội có 3 đến 4 bệ phóng tên lửa cơ động, mỗi quả tên lửa đánh chặn của vòm sắt có giá ước tính từ 40.000 đến 50.000 đô la Mỹ. Triển khai vòm sắt ở các vị trí chiến lược có thể tạo ra hàng rào phòng thủ chống lại tên lửa, súng cối và máy bay không người lái trong phạm vi lên đến 160 km vuông ở các khu vực đông dân cư. Israel tuyên bố tỷ lệ đánh chặn thành công của vòm sắt là trên 90%. Dù vậy, hồi tháng 6, giới chức Mỹ và Israel thừa nhận rằng Hezbollah có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không vòm sắt của Israel ở phía bắc nước này, đặc biệt là với một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác. Chiến thuật này tương tự như khi Nga tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các cuộc tập kích như vậy thường khiến hệ thống phòng không của Ukraine bị áp đảo. Các nhà phân tích cũng cho rằng Hezbollah đã học được những bài học quý giá khi hợp tác với quân đội Nga ở Syria tháng 11 năm 2023, Mỹ từng nói rằng lực lượng Wagner của Nga đã chuẩn bị cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không Panzer 1 của Nga. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang Liban và Nga đang được củng cố. Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước ngày 25 tháng 9, các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao. Chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiền đề cho cuộc không kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Gondi, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel, cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Liban. Tuyên bố của IDF cho rằng, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Hezbollah, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tình nhuệ số 98 từ giải Gaza đến khu vực biên giới phía bắc đất nước. Khi đến thăm Lữ đoàn 7 ở miền bắc Israel, Thiếu tướng Godin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Liban đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ khả năng tiến công trên bộ vào Liban. Ông Gallant nói với các binh sĩ các bạn cần hiểu rằng, có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!